Anh thấy cũng người ta nói vô nói ra rất là nhiều, anh cũng rất là lo. Rất là lo. Nhưng mà qua là nhìn lại thì thấy cũng an tâm chút nào. Đó. Hi, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay Vũ đang đứng tại khu tái định cư Lộc An, Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai ha. Thì cái khu này là cái khu tái định cư của bà con mình ở trong sân bay. Thì Vũ sẽ cùng với các bạn đi tham quan công trình này vào giai đoạn phần móng. Thì đây là cũng là một công trình là nhà vườn nha mọi người. Nhà vườn là diện tích nó là 10 x 25. Đó, thành ra là và cũng là một cái công trình mà đầu tiên của công ty Tiến Phát số 8 được bà con tín nhiệm giao phó cho. Thành ra là Vũ cũng muốn đưa lên sóng của mình, lên cái kênh của mình để bà con tham quan, đặc biệt là bà con ở khu tái định cư Lộc An Bình Sơn này. Và hôm nay thì đi với Vũ thì còn có một khách hàng rất là tiềm năng của Vũ là anh em tên Tuấn. Tự nhiên cái rung quá quên. Là đây là anh Tuấn, anh Bùi Tuấn. Thì ảnh là sắp tới là cũng sẽ cộng tác với anh Vũ để làm cái nhà của ảnh, thì cũng cách đây khoảng vài trăm thước thôi. Thì khi mà tới với Tiếng Phát số 8 anh Tuấn, thì cơ duyên nào mà anh biết tới Tiếng Phát số 8 anh Tuấn? Dạ, thì lời đầu tiên cho Tuấn xin gửi đến tất cả những anh chị, bà con và những người đang lựa chọn những nhà thầu. Thì cũng giống như tất cả mọi người thôi, khi mà được đền bù khu đất và ra đây thì việc đầu tiên là băn khoăn là lựa chọn nhà thầu. Thì lựa chọn nhà thầu thì mình cũng đi tất cả các khu vực này, thấy nhà đẹp mẫu mã này mẫu mã kia, rồi mình search trên mạng thì đúc kết thì cũng còn 5-7 nhà thầu mình chọn, thì trong đó có cũng có Tiến Phát số 8. Thì Tiến Phát số 8 thì ảnh đưa ra những cái video và những cái mẫu mã nhà, cái ngôi nhà rất là đẹp, và cái những cái biện pháp thi công mà nó những cái tiêu chí của mình mà phù hợp và ảnh đáp ứng được như thế. Và sắp tới đây thì anh sẽ cộng tác với lại bên công ty Tiến Phát số 8 bên em. Thì anh cảm thấy là cái bao nhiêu phần trăm là cái niềm tin anh đặt vào công ty, cái độ an tâm của anh theo anh đánh giá là hiện giờ là đã đạt được bao nhiêu phần trăm rồi? Thật sự thì mặc dù thì đang tìm hiểu ảnh thôi, và bắt đầu trong cái giai đoạn là ký hợp đồng thì cũng đã tin tưởng ảnh khoảng cỡ là 80-90% rồi. Rồi khi làm việc với bên em qua khoảng thời gian ngắn ngủi vừa qua thì công ty cũng đã có làm việc về thiết kế với nhà mình như thế nào chưa anh? Thì anh cũng có tư vấn rồi, anh đưa ra nhiều cái mẫu mã cho mình rất là phù hợp. Và tới giờ là mình đã chốt được cái kiến trúc nhà mình chưa? Rồi hiện tại thì cái kiến trúc thì mình đã chốt được cái kiến trúc. Và sắp tới đây thì qua tuần là nhà mình sẽ tiến hành khởi công và mình ép cọc. Dạ đúng rồi. Và qua Tết mình sẽ thi công. Dạ. Và các bạn thấy thì rất là vui mọi người, khi cũng đã có những khách hàng đã đặt niềm tin vào công ty. Và đây là một cái tín hiệu rất vui của công ty Tiến Phát số 8. Và với mục tiêu là đem những gì tốt nhất, chất lượng nhất đem xuống dưới đây, thì Vũ mong rằng là sẽ được sự đón nhận rất nhiều của bà con mình ở dưới đây ha. Và hôm nay đi tham quan công trình cũng như nghiệm thu công trình, thì cùng đi với lại kỹ sư Duy, là một kỹ sư rất là trẻ ở công ty. Đó, thành ra là Vũ sẽ mời với các bạn đi tham quan xem công trình này có những cái gì đặc sắc. Mời các bạn. Thì bước vào các bạn thấy là chúng ta vừa mới đứng ở công trình này thôi, chúng ta sẽ thấy sắt thép rất là nhiều, đúng không mọi người? Đó, thì cái phần mà sắt ở dưới mà thấp nhất như này nè, thì đây là cái phần sân ha. Đây là cái nhà là
dạng là nhà vườn, thành ra là cái mật độ xây dựng nó rất là nhiều, thành ra là cái phần sân nó rất là rộng đó. Tuy nhiên thì cái phần sân để đảm bảo về vấn đề mà cái chất lượng sử dụng lâu dài thì Vũ cũng cho tiến hành đổ bê tông cốt thép cái nền sân luôn, để mai này chúng ta sẽ thoải mái mà đi xe hơi vào, hay là những công trình lân cận mà có đào xới gì cũng không ảnh hưởng tới công trình của chúng ta. Đó, mọi người coi tất cả những cái hàng rào của sân, những cái cột hàng rào này vẫn được là ép cọc bê tông cốt thép hết hả mọi người ha. Đó. Và cái sắt đạt kiền này của chúng ta, đạt kiền này chúng ta vẫn được là sắt phi 18 hết hả mọi người. Đó là đây là cái điều cam kết của công ty Tiến Phát số 8 khi mà làm nhà cho ở khu tái định cư Lộc An Bình Sơn này. Thì anh Tuấn có thấy là cái công trình của mình là sắt thép như vậy là anh cảm thấy là nó có vừa ý anh hay không? Thì theo cá nhân của mình cũng giống như tất cả các bà con á, thì thấy sắt thép thì anh Vũ làm bà con mặc dù không biết cái kết cấu nhưng mà làm sắt thép mình thấy to là mình tin tưởng. Thấy to quá. Và cái sắt thép sau mình thấy nó thẳng quá. Là thấy là cái vấn đề mà anh làm rất là có thẩm mỹ. Và người ta nhìn vào người ta cảm giác là nó có sự an tâm. Là mọi người thấy là vấn đề mà thép thẳng hay không thẳng thì do cái biện pháp thi công của chúng ta. Đó, mọi người coi nè. Tất cả các sắt thép trước khi thi công đều có được búng mực sàn hết, mọi người thấy ha. Đó, thì với việc búng mực sàn như thế này thì cái người công nhân khi họ bô sắt mà lỡ cái sắt mà chúng ta nó có chạy ra thì họ đã thấy được những cái mực thước này và họ kéo cái sắt vào rồi họ bô cho rất là thẳng. Và đây cũng là một cái biện pháp thi công cũng muốn chia sẻ với bà con mình. Nhiều anh thầu thì lại làm biến, thành ra là ảnh không có búng mực mà ảnh chỉ gạch hai đầu thôi, thì khi mà sản phẩm làm ra thì đi sửa lại rất là tốn công ha mọi người ha. Rồi chúng ta cùng bước vào cái khối nhà của chúng ta. Đầu tiên thì mọi người thấy là cái nhà này rất là lớn, miếng đất này rất là lớn nhưng mà vẫn được thi công đồng bộ hết và được đổ liền khối, mảng sân, mảng móng, mảng nền đều là đổ liền khối với nhau hết. Thì Duy cho anh biết là cái thời gian mà mình thi công sau khi ép cọc xong tới thời điểm này chuẩn bị đổ bê tông thì là đã được bao lâu rồi Duy? Dạ, hiện tại thì thời gian thi công của mình đã được 12 ngày rồi anh. À, 12 ngày với số lượng công nhân bình quân làm xuyên suốt ở đây là bao nhiêu người á? Dạ, khoảng dao động từ 8 người đến 10 người anh. Wow, đây là một cái tiến độ cũng rất là tốt ha mọi người ha. Thành ra là Tiến Phát số 8 luôn đề cao vấn đề về cái tiến độ thi công. Đó, thành ra là đã đặt ra trong hợp đồng là bao nhiêu thì thông thường thì Tiến Phát số 8 làm vượt tiến độ. Chứ chưa bao giờ có công trình nào mà Tiến Phát số 8 làm chảy tiến độ cả. Đây là một cái sự tự hào cũng như là một cái sự tự tin rất nhiều của công ty khi mà cam kết với khách hàng. Thì mọi người thấy do cái nền sân chúng ta là chúng ta chỉ đi sắt phi 8 là do cái kết cấu nó không cần phải sắt lớn, nhưng với cái nền sàn của tầng trệt này thì công ty Tiến Phát số 8 cam kết là luôn sẽ đi sắt 10 cho khách hàng ở dưới Lộc An Bình Sơn như thế này ha. Và cái khoảng cách này là bao nhiêu Duy? Dạ, khoảng cách của mình là phi 10A200 anh. À, và phi 10A200. Đó, mọi người có đặt câu nào mọi người cũng coi nè, tất cả này đều được búng mực sàn hết ha mọi người ha. Ha, phương ngang phương dọc được búng hết. Rồi có mọi người nào thắc mắc là tại sao cái thép này nằm dưới cái thép này nằm trên không mọi người? Ha, chúng ta cũng nên để ý với một cái ô sàn mà hình chữ nhật. Đó, ví dụ như ô sàn này chúng ta là hình chữ nhật nè. Đó, có cái cạnh là 5m, một cạnh dài này là 6m thì chắc chắn là cái thép nằm dưới này nó sẽ nằm theo cái phương ngắn ha. Đó, cứ thép nào là ngắn thì chúng ta sẽ cho nằm dưới và thép nào dài chúng ta nằm trên. Đó, đó là nguyên tắc mà khi chúng ta đi thép của thép sàn. Và đây chúng ta thấy nhà này thì được ép mỗi móng là 2 tim cọc ha. Đó, và chúng ta cùng quan sát cái dĩ sắt móng. Dĩ sắt móng này chúng ta sẽ được đi là phi 12 ha. Đó, trên 12 và ở dưới 12. Rồi chúng ta cùng tham quan cái đà dằn. Đà dằn của chúng ta là sẽ được đi tổng cộng là bao nhiêu cây sắt em? Dạ, lớp trên mình có 6 cây anh, ở dưới mình có 3 cây. Rồi, lớp trên 3 cây và lớp trên 6 cây và lớp dưới 3 cây. Thì đối với cái đà dằn móng này, cái miền chịu lực chính của nó vẫn là ở lớp trên nha mọi người ha. Còn lớp dưới chúng ta hầu như là chúng ta chỉ tính toán theo cấu tạo là chính. Đó, thành ra là tính toán chịu lực thì sắt ở trên là rất là nhiều ha. Thành ra là những ai mà bỏ thêm cái sắt lớp dưới nhiều là rất là hoang phí ha mọi người ha.
Cái đà này là kích thước là bao nhiêu em? Dạ, kích thước của đà này là 300-500. 300-500. Dạ. Và với kích thước 300-500 như thế này thì chúng ta không cần phải có cây cốt giá mọi người ha. Đó, thông thường mọi người thấy sẽ có cây cốt giá nằm ở giữa này, nó băng ngang qua có thể là phi 10, phi 12. Nhưng mà với cái đà từ 500 đổ lại thì chúng ta không cần. Nhưng mà hơn 500 thì chúng ta bắt buộc phải có cây cốt giá này. Mọi người thấy là rõ ràng là khi mà Vũ bước xuống đây cũng tâm sự với mọi người luôn. Thực một cái tâm sự rất là thật. Là khi Vũ khởi động ép cọc móng các thứ thì bà con hay thậm chí những tay thầu ở đây xăm soi công ty rất là nhiều nha mọi người. Làm cho chủ nhà ở đây cũng rất là hoang mang. Tại sao công trình này ít cây cột quá? Tại sao công trình này ít móng quá? Tại sao công trình này ép cọc ít quá? Vũ xin thưa, với những gì mình cam kết với khách hàng và với sự tính toán về kết cấu của đội ngũ thiết kế bên công ty Tiến Phát số 8 thì Vũ đảm bảo cho bà con rằng công trình nhà mình với kết cấu sẽ chịu lực đảm bảo và an toàn, và Vũ hoàn toàn chịu trách nhiệm với những gì mà mình đã làm cho bà con của mình. Đó, thì với công trình này tại sao mà nó ít móng? Vâng thưa Vũ xin thưa, do cái kiến trúc của công trình này chúng ta không thể làm nhiều móng nhiều cột được. Đó, khi mà chúng ta làm cột nhiều thì sẽ ảnh hưởng đến kiến trúc không gian sau này khi mà chúng ta sử dụng. Đó, thành ra là với cái việc mà vượt nhịp vượt cột như vậy thì chắc chắn là cái sự tính toán nó sẽ có cái khác so với những công trình khác mọi người thấy nè. Đó, Vũ ví dụ đi, thì công trình của chúng ta ít móng ít cột thì khi đó là mọi người thấy rõ ràng khi mà cái cột của chúng ta khi lên nó rất là to và thậm chí thép nó rất là nhiều. Đó mọi người coi nè, đây các bạn có thấy ở đây có ai làm mà một cây cột nhà phố mà nó đến 10 cái thép, và cái thép này tất cả đều là thép phi 18. Đây, đó, nếu chúng ta không tính toán được thì chúng ta đâu có thiết kế được như vậy. Đó, thành ra là mọi người cũng phải hiểu về cái việc tính toán kết cấu như thế nào rồi mọi người hãy đánh giá. Kiểu mà chúng ta đánh giá oan cho nhà thầu thì cũng tội nghiệp nhà thầu ha mọi người ha. Tất cả cái cột ở đây thép rất là nhiều ha mọi người, cũng như là đà kiền ở đây thép cũng rất là nhiều. Mặc dù công trình này chỉ quy mô là một trệt một lầu và một mái bằng thôi ha mọi người ha. Đây, những đường ống cũng đã được chờ sẵn hết và cũng được đậy bằng những cái nắp bít này rất là chỉnh chu. Anh có cảm thấy cái điều này là cái sự chỉnh chu của công ty không anh Tuấn? Dạ, em thấy cái này là rất tốt. Rất tốt, vấn đề rất là chỉnh chu. Do sao mà anh rất thích những cái nắp bít như thế này? Anh đã cần thấy những cái chỗ khác thi công như thế nào mà anh nhìn vô đây là anh kêu là anh cảm thấy anh thích khi mà thấy cách thi công ở đây anh? Thì em cũng có đi một vài cái công trình ở cái khu vực ở đây thì thấy người ta hay dùng cái bọc cái bao xi măng, bao xi măng gì đó, mấy cái bạc người ta đẩy vô, người ta nhét vô, nhét vô. Nhưng mà thì thấy công ty làm như vậy là mình thấy rất là an tâm. Thùng cát nó không có rớt xuống. Dạ. Đó thì mọi người thấy là chỉ cần một những cái chi tiết rất là nhỏ thôi nhưng mà chúng ta sẽ yên tâm sau này khi chúng ta tiếp tục những công đoạn tiếp theo. Đó, ví dụ như những cái cục kê thôi. Đây là những cái cục kê đã được đúc sẵn, mọi người thấy là nó rất là đẹp, nó rất là chắc chắn và nó giúp cho chúng ta có được một cái lớp da bảo vệ nó chính xác luôn. Còn nếu mà chúng ta kê bằng những cái vật dụng có sẵn như cục gạch hay những viên đá thì chắc chắn là cái lớp da này nó sẽ không đồng đều với nhau. Đó, thì đây là những cái chi tiết nó tuy nhỏ nhưng mà chúng ta cũng phải chỉnh chu để cho công trình của chúng ta nó được hoàn thiện một cách tốt nhất ha mọi người ha. Đó, mọi người coi tham quan sơ những cái móng. Đây là cái móng cuối nhà của chúng ta. Đó, cái móng cuối nhà của chúng ta là cái phần này, là cái móng này thì so với những cái móng ở giữa thì nó sẽ chịu lực ít hơn, nhưng mà mọi người thấy là vẫn được làm rất là chắc chắn và rất là nhiều sắt ha. Đó, đây là tất cả là đều là phi 12 ha. Và sắt Vũ sử dụng ở công trình luôn luôn là sắt Việt Nhật. Đó, mọi người thấy có cái hiệu hình bông mai như thế này. Đó, và những cây cột này thì đó, mọi người cứ kêu là nó yếu. Vũ xin thưa là những cây cột này sắt rất là nhiều ha. Như cây cột này ít nhất thì nó cũng là 8 cây sắt phi 18. Đó. Đây, sắt phi 18 cho mọi người coi. Rồi, thêm một cái nữa thì với cái nhịp dài, chúng ta sẽ xây cái tường với cái nhịp dài như thế này. Thì làm sao để cho tường của chúng ta nó đảm bảo? Thì đây, mọi người thấy đây sẽ có những cây cột bổ trụ.
ha. Đó, nó nằm ở giữa để dằn cái tường của chúng ta, cho cái tường của chúng ta nó được đảm bảo sau này nó không có bị nứt, không có bị mà xé tường ha mọi người ha. Đó, mọi người thấy rải rác ở những cái nhịp mà từ 5 mét trở lên đều có những cái bổ trụ hết. Đó, thành ra đây là cái tiêu chuẩn mà chúng ta phải nắm được cái tiêu chuẩn thì chúng ta mới làm được cái chất lượng công trình chúng ta tốt nhất. Rồi, thì ở đây là có anh chủ nhà anh Quang. Sẵn đây là để hỏi anh Quang luôn. anh Quang mở nón ra để cho em hỏi mấy câu phỏng vấn anh Quang. Đây là chủ nhà. Thì hôm nay anh vào công trình là trước khi vào công trình là lát nữa đổ bê tông, thì anh Quang đã tham quan công trình mình chưa? Thì hôm qua có tham quan rồi, nhưng mà có những chỗ thì anh thấy cũng chưa có xong đúng không? Với cái ván cốt pha đó, dạ. Nó sát quá với cái sắt. Anh dạ. Có góp ý đó mà không biết là anh em đã sửa lại. Rồi, anh em đang cho triển khai kê lại hết. Tự vì anh khi anh tham quan lúc đó là chưa có xong gì hết. Khi làm xong thì họ mới bẫy sắt ra, họ kê vô để cho nó đảm bảo được cái da bê tông của mình. Đó, thì lát nữa đây anh sẽ đi nghiệm thu lần cuối cùng để coi nó có đảm bảo hay không, rồi anh hẳn ký vào biên bản nghiệm thu để mấy tụi em mới được tiếp tục đổ bê tông ha. Thì qua hai tuần mà đã thi công ở đây thì anh có suy nghĩ như thế nào về cái việc mà kết cấu rồi này nọ mà công ty Tiến Phát đã làm cho nhà mình? Thì anh thấy cũng người ta nói vô nói ra rất là nhiều, anh cũng rất là lo. Rất là lo. Nhưng mà qua là nhìn lại thì thấy cũng an tâm chút nào. Đó. Như cái phần sân như thế này thì rõ ràng là công ty đã nói với anh là sẽ không đổ bê tông cốt thép đúng không? Nhưng mà cuối cùng công ty vẫn đổ bê tông cốt thép cho anh. Đó, anh có cảm thấy điều này là nó vui không? Thì anh rất là vui, tại vì lúc trước là anh nói là đổ bê tông cốt thép. Đó, nhưng mà là khi anh coi bản vẽ thì trong đó anh có hỏi này, nói là không có đổ bê tông chú ơi. Dạ. Anh mới nói là lúc trước là nói là đổ bê tông sao lại trong bản vẽ này. Và cái việc mà đổ bê tông cốt thép này là việc chủ động của công ty, không cần anh phải lên tiếng đúng không anh Quang? Đúng rồi. Rồi, và cái việc đổ bê tông cốt thép này có công ty có tính tiền anh phát sinh không anh Quang? Không. Đó. Thì mọi người thấy thì với quan niệm của công ty Tiến Phát số 8, những gì tốt nhất, những gì an toàn nhất khách hàng thì công ty sẽ sẵn sàng hỗ trợ khách hàng hết mình ha, chứ không cần mà phải là cái gì cũng quy ra tiền, cái gì cũng đổ cho bên này bên nọ. Đó là cái trách nhiệm của một người thầu, bắt buộc họ phải làm sao để cho chủ nhà yên tâm nhất có thể. Rồi, thì tới thời điểm này thì anh có cảm thấy hài lòng mà khi anh cộng tác với Tiến Phát số 8 chưa anh Quang? Gọi là hài lòng. Dạ, rồi. Nhưng sắp anh, tới thì đoạn đường nó sẽ còn dài nữa anh ha. Anh có cái thắc mắc là cái mấy cái cột này sao? Dạ. Bỏ thêm 2 cây cho nó ấy luôn mà có 2 cây. Dạ. Thì với những cái cột trụ hàng rào như thế này đó, thì với cái sắt của chúng ta đang xài là sắt phi 18 như vậy, cho cây cột như vậy là nó đã quá dư rồi. Anh Quang hiểu không? Đối với những công trình khác người ta chỉ xài sắt 10, sắt 12 nữa, mà mình xài sắt 18 rồi thì mình không cần phải làm những cái cột mà 4 cây sắt nữa để cho nó tăng cái chi phí cho mình lên cũng như là nó quá phí phạm. Đó, thành ra những cái chỗ nào mà mình cần an toàn nhiều thì mình sẽ làm cho nó chỉnh chu hơn, còn những chỗ nào nó vừa đủ thì mình làm vừa đủ thôi để mình dành những cái chi phí khác làm những hạng mục khác. Anh Quang ha. Đó, cột của mình móng thì cũng đã được ép cọc nữa, nó rất là xịn sò rồi, nó rất là quá trời là kiên cố rồi. Rồi hôm nay anh đi, anh có mời chị đi theo không? Rồi anh cứ đi nghiệm thu giúp em ha. Coi chỗ nào chưa được mà chưa có an tâm cho anh thì anh cứ nhắc nhở để bên em cố gắng để mà khắc phục cho nó xong, để mà cuối cùng là mình sẽ có một cái buổi đổ bê tông cho nó liền lạc, nó suôn sẻ anh Quang ha. Rồi thì các bạn cũng đã tham quan Vũ review móng rất là nhiều rồi, Vũ không nói nhiều về vấn đề kết cấu rồi này nọ nữa. Vũ chỉ cho các bạn tham quan sơ coi công trình nó trước khi đổ bê tông nó được chỉnh chu như thế nào và nó được trùng lắp với những công trình mà Vũ đã giới thiệu các bạn hay không, hay là công trình đẹp mới đưa lên, công trình xấu thì không đưa lên ha. Đối với Vũ thì tất cả công trình nó đều phải chỉnh chu như vậy thì mới cho tiến hành đổ bê tông tiếp. Đó. Thì Vũ mong rằng những clip này cũng như là những cái thông điệp, những nhận xét của khách hàng cũng như là những nhận xét của chủ nhà
sẽ truyền lửa cho các bạn để bạn có thêm niềm tin đến với công ty Tiến Phát số 8, và mong rằng Vũ sẽ có duyên hợp tác với bà con mình ở dưới đây cũng như là với tất cả khách hàng trên mọi miền Tổ quốc khi mà tới với công ty Tiến Phát số 8, và hẹn gặp lại các bạn vào những clip sau. Bye bye.